bây giờ chào bên cộng đồng mạng với nước trong nước ngoài nha. Ừ. Với mấy chị em với mấy anh em YouTube mời là ăn cháo gà. Ừ. Với là ăn cháo với là tụi tôi nè là năm thầu riêng nha với mấy chị em đầu nha mấy chị em. Rồi bữa tiệc hôm nay là sao? Sáng nói luôn. Mấy bữa tiệc hôm nay là để liên quan. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì giấc này chú Năm ra tay nấu cháo rồi. Dạ cha, tay nấu cháo nha mấy chị em anh em ơi. Đó, rồi bưng ngày chú Năm và chú Thành cưới vợ. Hả chú Năm? Bữa nay ngày đám cưới không? Đám cưới. Không phải, không có đám cưới à. Chưa. Bữa nay chú Năm lo hết trơn hay chú Năm? Bữa nay là cái ngày ra mắt vợ mới chứ không phải đám cưới, tại nó nói vậy nữa mà. Ra mắt vợ mới đó, này chú Thành là chú Thành hai ông Hùng, hai ông một bà. Cái này hay gối à. Gối rồi hai ông dành lộn nữa. Dành nãy giờ rồi đấy, giờ rồi đấy. Hai ông lo cho bà ha. Đây là vợ của chú Năm và chú Thành nha. Vợ mới của chú Năm chú Thành. Bưng biết không bưng mà hình. Lại là khều dai dỗ dai ha. Làm theo không làm. Mà gặp cái là dỗ dai khều dai. Hoài. Lấy ra rồi. Rồi, nước mắm chưa đem ra giờ nước mắm đem ra rồi. Rồi xin tấu là sao không uống mà để đây. Nó đang nhét ăn cái gì? Nó chắc ngậm luôn ha. Chắc ngậm á. Đó, đây thì bữa nay thì chú Năm nấu cháo nha, nấu cháo gà. Lại nhà chú Năm thì cháo gà. Đây chú Thành nè. Cây kia nãy cây cao hơn phải không? Cây nào cũng được chứ. Cây hồi nãy cây quay cao hơn. Đúng rồi. Nhưng nó cây cao hơn thì nó cây nào cũng được. Nữa hồi chiều chị về đưa ngang ghé vô. Ghé ngang đó. Dạ. Sẵn ghé lấy luôn cho nó rồi chứ. Cái để vô nằm chỗ. Nhớ không quên. Rồi, mời đi. Để chú Năm lại. Chú Năm ơi. Đây. Dạ. Ngồi đây nè chú Năm, cho nó ăn cúng rồi. Chú sĩ rồi đây. Chào rồi. Cộng đồng chào mấy anh em bên cộng đồng mạng chú không, chị em nha. Xích vô luôn. Cho gom lại cái máy tôi dùng nọ. Cho gì để ăn được nha. Chào mấy chị em với trong ngoài nước á, nước tương, nước mắm, với nước dừa, đồ nước mía với... Tào lao, chào đó, chào tào lao rồi đó. Qua đây ngồi nè, mới xếp. Qua đây ngồi nè chú Năm. Chú Năm qua nè, chị qua đây ngồi, nó ngược ánh sáng rồi. Chú Năm, chú Thành về vòng qua bánh. Chào gì mới đúng chứ hả? Đúng rồi. Chú Năm, nước mắm, nước tương gì? Nước nấm mắm này, nước mắm trong. Nước mắm này. Rồi ngồi xích vô. Động mắm làm. Quay sao tôi chơi. Nước mắm tôi phải ăn nước mắm mặn. Trộn trộn lên. Chứ ở đây em trộn, đưa đũa mượn anh. Được rồi, trộn được rồi. Được rồi, dính này được rồi. Gì là dính rồi. Để đây chưa tiếng rồi, đều gấp được tới. Gấp tới. Ông bộ ông làm không làm. Còn nóng không? Không, tôi không. Gì này vậy đâu, dễ nuôi. Dễ nuôi nè, không có tướng, không có tốn mần, nước mắm, nước ơi, gót bụng kìa rồi. Quốc rồi. Rồi. Ăn cái tiếng ăn đi Lâm ơi. Rồi. Bây giờ mời mấy chị, bây giờ chào bên cộng đồng mạng với nước trong, nước ngoài nha. Ừ. Với mấy chị em, với mấy anh em YouTube mời là ăn cháo gà. Ừ. Với là ăn cháo với là tụi tôi nè là năm thầu riêng nha với mấy chị em đầu nha mấy chị em. Rồi bữa tiệc hôm nay là sao? Sáng nói luôn. Mấy bữa tiệc hôm nay là để liên quan. Liên quan có vợ mới. Chưa. Mới đấy. Có bạn mới. Có bạn mới. Vợ mới rồi chưa. Sao háo vậy? Nói vậy đó. Rồi cũng như là mày một lời chào thân thương nhất nha. Rồi mời mấy chị mấy anh ăn cháo nè. Đó, ăn cháo dạ, cháo gà nha. Bữa nay có anh em rồi lại đây có cô này ở Cần Thơ lên nhà Năm. Lại nhà mình chơi ăn cháo này
cháu vui. Cả nhà ơi. Giao lưu, giao lưu. Vậy là bữa nay là nay là kêu là mới là có cái bữa tiệc ra mắt ha chú Năm. Ra mắt, giao lưu. Nghỉ bầm ở trong hơi sát. Bữa nay chị đèn sướng dữ ha. Hai ông ngồi làm lo cho chị ngồi ha. Sướng rồi. Sướng rồi ăn mà. Thấy chị sao vậy? Thấy ổn không vậy thầy? Bữa nay chú Năm thì sắc gỏi chuối. Còn chú Năm thì nấu cháo làm gà đồ ăn. Còn chú Thành sắc gỏi cái này không biết cho ăn mới không biết gà ăn không biết. Hôm nay cho bác. Hôm nay nói cho bác lửa. Mình chắc nó không bằng cái máy. Ông ơi ông làm không có gãy không phải chịu gì không. Không phải từ từ nó mới được. Đây không có đem vô bò chứ không có đem vô bò vô là bò. Phải. Chú Thành hay đó thừa vấn đề quá. Tại không biết làm thì chú nó không biết làm đi. Rồi nói vậy đi thằng tao qua học. Rồi ông nói thừa đại giao bọng lắm lắm. Giao mình nói giờ mỏng. Tối ngày ông lo lưu tốp không mà ông sắc được nào nó còn hơn cộng lưu tốp nữa. Ông bùm. Cái này là sắc nấu canh chua chứ không là sắc ăn gỏi. Cái này là sắc nấu sim la ha. Sim la. Nào lên. Mà nay mà hết hồn luôn á. Ăn vậy gà đâu đi. Gà này gà vườn hay gà này gà Bến Tre nè. Ở đây có bán Bến Tre nè. Ừ. Bến Tre ngon. Ngon không? Nó không bằng nó không như con gà kia không ngon. Con chuối là chuối chú hột. Ở nhà mình trồng. Chú hột ngon nó giòn. Biết điện nhân lo. Này mà được cái bắp nữa ngon dữ hơn cái bắp chuối hột á, còn ngon ác nữa. Thì chỗ em á. Bắp chuối không ngon mình nữa nha. Mấy em về đây qua có gì nhà mới có. Đúng không? Hello anh nè. Lấy số đó nhập vô á. Công nhận gà này giòn ghê ha. Ừ, gà này ngon giòn, chứ. Giòn mỡ không? Trong mỡ. Chú Thành ăn thấy sao chú Thành? Thấy ngon quá. Không nhà gà dai đó. Gà ngon chứ. Gà không tưởng tượng như là sao. Mình tới rồi thủ sầu riêng cái này làm nhiều quá là không nấu làm quá trời sao làm nấu cái này cháo là chị Tiền nấu ha còn mấy này là hai ông Minh Hòa rồi Tiền nấu cháo tôi sắc gỏi ông Năm thì không cái gì cái chú này là thịt nữa sao mà sắc hơi dày em sắc mỏng tiếng không nấu vậy. Cái này ông sắc là cục như là cái thành phẩm mà 15, 19 mà cái này nó hút 15 luôn. Cục thì... Ông làm vậy mà. Ừ thầy vậy đi chị Phan Hồng. Chứ hồi nãy nói hồi tại vì cái dao không phải không chịu đúng không? Ừ. Hồi nãy em kêu hồi nãy là cái gạch đó gạch nhiều quên rồi bác. Cái cui hả? Gạch nhiều quên rồi. Cái bằng Vinh. Cái đó là Cần Thơ mà. Hôm ra hút đường nó hơi vắng à. Chú Năm thơm quá trời đường nhiều. Chú Năm nhớ đường không? Nhớ đường đi xuống dưới nhà không, điện không, chưa? Không. Rồi sao mới mất đi thăm lập được. Trời ơi. Đồng vô. Có điện thoại. Kỹ đường. Vậy ha. Nhưng mà mới đường đi ra. Hả? Mới đường đi ra. Đường này dễ hơn cái đường ngoài đó. Có làm như một cái lộn lộn đường không. Chứ ra cái đường lậu cái. Đường này tính ra dễ đi. Ừ. Cái đường nãy mình tắt qua đó vô trong cái chợ ha là anh chạy quẹo bên kia là qua đường Cần Tim luôn á. Dạ. Sao có tiếng đường ra mà mình đi gì á. Dạ. Đó cũng Cần Thơ hả? Cần Thơ. Ngồi mấy anh ra đường nào? Cái đường đó vậy? Dạ. Hà đi đường ngon chưa anh? Gì? Ngon không? Ngon quá rồi. Bữa nay lại nhà làm quá. Quá ngon. Vậy? Đi đường này cái mông gì bán hết đó đàn. Em không biết đường đi gì á hồi đó chú Năm chỉ nấu không đi đường đó xa lắm giao thông dữ lắm về đường dưới dưới nhà đi đường nãy ừ nghe chợ hồi nãy đi đó ừ bọc ra ra còn mới đi đường này là về luôn tới Cần Thơ luôn đường nào đường đi theo ông tiến đâu
đi vị sầm bọc ra xa lắm rồi. Ừ. Đi đường mong có mong anh Thành đi chung với cái bà chị này mới đi. Mốt chỉ luôn. Em ngược lại cái đường nãy. Tắt qua đường ông tiên. Dạ nè, hồi chị hỏi đường nào đi ra cái răng. Đó, rồi tới cái răng là hỏi nữa, để em thôi lộn. Đó, em biết cái đường nãy tắt em biết. Chị tới cái chợ nãy là em biết. Bọc ra luộc ông tiên luôn. Vì ta chạy cầu hướng lại ngon hơn. Hướng lại mà. Ừ. Chứ đâu gì đừng có găng. Em nói ra đường Pha Nhi bọc cho hướng lại gần hơn là đi chạy ngược lại. Đúng rồi. Ngược lại xa lắm. Đừng, nếu mà hồi chị đi ra chị đi cái đường Hồng... Đi trên có cái chợ nó bự nè mình đã. Đúng đi rồi. Đó. Bắn ra. Bắn ra ngược lên trên rồi qua công ty. Chứ anh bắn ngược xuống nó hơi xa lắm. Đường nó chạy hồi vắng tối khúc đó rồi ổ gà dữ lắm. Nhân chạy ấu mà. Sáng nay mình nói chạy đi ra mà mấy thằng ông nội đó nó chạy tông cái xe banh về ở trong đó. Nó đá gà mà nó chạy khí thế luôn. Chồng mấy thằng đá gà nó ẩu nhiều mấy thằng con nít đó mà. Chạy. Đụng đâu có chết. Ngon hả chú Hằng? Có wow, em có nhậu rồi ha, cho nên mà nếu mà chạy tao thì làm bắt lại đền xe em đó. Tiêu có mấy mắt gì đâu. Em sợ bắn tốc độ á, tại sợ mình giao thông xuống rồi chứ nãy mà em mà sáng sớm đi làm cái tông em rồi à, em có tha rồi ạ, không bỏ cho đi rồi ạ. Thôi cãi rồi. Cái xu em chịu thôi chứ đây nó quẹo mà đây cái đường lộ 2 mét mà chạy hơn lộ 6 mét nữa. Cái vỏ còn cầm gà mà em ngã xe xuống biết hết còn cầm gà trên bảy da vậy nè. Mà cái điện rồi là bắt nó, bắt luôn con gà luôn, phạt cái tội mà đó gà. Đừng nói nè, bỏ đi bỏ nè, đừng nói chuyện. Không nó tét em lộn mèo đất. Đừng nói chuyện, thôi đừng nói chuyện. Em cười với luôn. Sáng ngày sáng đi đám cướp mà gặp đi dép, trời ơi. Chị đi làm là mới làm lại bình thường ha. Mới đi làm mà. Đừng bỏ vô quán mà. Đừng nghỉ. Bỏ vô lâu chú Năm? Bỏ vô về trong cháo á. Bỏ vô cháo luôn hả? Từ nãy giờ. Quên. Ngon lắm nên nó thơm. Ông gạo này em nấu cũng vừa nhuyễn luôn á. Là em nấu hơn nửa chén gạo này nè. Thôi chú Năm ăn thấy ổn không chú Năm? Được, ngon. Nấu hơn nửa chén gạo á. Vậy là giờ kiếm người về nấu cháo này kia làm đồ ăn ha. Ừ. Được ha. Được. Cứ ngoài kiếm không được. Ở đây vậy ổng đi. Cứ ngoài kiếm được. Từ từ trận. Ừ. Cái gì cũng từ từ hả anh đúng không? À, đúng chứ rồi. Đâu phải mình hấp tóc mình ở nhau rồi cái mình không tìm hiểu được. Ừ, có không? Tìm từ từ. Từ từ chứ. Làm như ngoài chợ làm thấy dùng có dính nhau cùng. Ừ. Ủa chú Thành bao cuộc hả? Hả? Cái gì? Bao cuộc hả? Cua bà kia. Họ thấy ông làm đó. Vì chị chạy nãy nó mạnh lắm mà chú Thành. Nãy là sao? Ừ. Nãy ở quán cà phê nó sao? Ừ. Giờ thế kia hả? Tôi nhường trong đám ấy. Nhường hả? Nhường. Vậy là xô kèo hả? Ừ. Nhường mình chắc là. Nhường anh em bạn. Rồi chú Năm nghĩ sao chú Năm? Muốn cớ luôn. Vậy là nếu mà tính ra nãy chú Thành nói là... như cái cô này là hai ông một bà mà bây giờ thì nhường cho ông bạn luôn. Nhường luôn. Vì mình nói chơi mà. Dạ. Được không? Nghe nào, nói chơi sao nói ôm hung. Ừ. Nó có đó là không được. Hùng không nói chơi mà ôm hung cày cày á. Bá ban đầu mà ông Năm. Đâu đó. Nó không biết à. Chưa cái của ai. Mình không thương là mình thương. Còn mình hung cho lã rồi dầm nó không thương. Nó thương mà chứ không phải là không thương mà. Ý là nó có hung rồi mà có gì nó chết luôn à. Bây giờ cổ cũng chọn ai cũng chọn phải không? Phải không? Đúng rồi. Bây giờ cho chị chung lại cho ai? Chung. Anh bài bướm à. Ừ. Anh bài bướm à. Lưu này chú cảm... chú Thành này lưu bu lắm. Bài bướm đâu? Tôi bu quá. Nắm bắt thời cơ mà còn ở giá quá.
Đó, bắt với vụt á. Không mà anh bắt chị là dở luôn. Em hôm nay cũng nói luôn, anh bắt chị là dở. Nếu người nào cưa mình nó cứ từ từ. Chứ làm quá với con mồi cho là nó muốn anh cái đó, nó cũng chạy mất cái dép luôn. Anh coi ra nó ai không, người ta thương mà phải đem lên người ta chứ không phải là ta thương gì cái bạo lực mà hung hết rồi là đâu thấy đâu có đâu, người ta thương gì một cái vật chất mà là không cần anh, quan trọng là anh có tiền không có tiền, mà quan trọng là anh có thông cảm cho cái người đó không mới sống được. Chứ anh về ta đi bằng mệt chết mồ, anh nói vậy anh đè anh hung làm ta, ta cho ta chịu đấy, đúng rồi. Đó là nó quánh anh dép vô mặt đó chứ nó quay đâu. Nó nói trời ơi tôi mần mệt muốn chết, tôi đang đi mần mà tại sao không tiếp tôi mà cứ ngồi đó hung đè hung làm. Không, mà anh không, có, cũng đi mần đàng hoàng. Nếu mà thí dụ anh có vợ là không cho làm, là cái ở nhà nấu cơm rồi gì vậy? Cũng làm vậy, nấu cơm cũng là làm vậy. Vì có mệt gì? Nấu cơm rửa chén. Không mệt. Đúng rồi. Muốn cần là tôi rửa luôn. Hái sầu riêng rồi. Sầu riêng hái vậy cả. Riêng lái vô hái. Đôi khi mà đi công làm với công việc nhà nó còn cực hơn là. Đây hết rồi thằng ông họ. Rồi công mấy cái chút để ăn no. Nhà làm tối ngày. Sầu riêng rồi tự lái vô nó cực tắt không. Chú Năm tự lấy bẻ luôn. Ừ. Chú Năm mùa sầu riêng lấy này rồi chú Năm tính sao chú Năm? Tấn công tới luôn. Tấn công luôn ha. Ừ. Cái này nó có trái thì nó nhỏ đó. Không, cái nhỏ nó năm tới mới để. Để bự trên kìa. Nó đó. Ừ. Nhỏ đó em mới thấy cái sầu riêng lần đầu tiên luôn. Hay không? Tại vì người ta bán thì đem qua chợ thôi chứ thấy cái trái thôi chứ đâu thấy cây đâu. Ừ. Biết cái cây sầu riêng mình nói em hỏi cây này giống cái cây mít thì chứ đâu cây nó giống cây là mình nói em vô làm nói cây đó cây mít không đó mình nói với cái lộng nói cái cây đó cây sầu riêng em mới nói cái cây này cái mít cái này cái mít không phải nó từ từ là cũng như là cây biết cây gì không cây mình nói em cãi giống cái này là cái mít ông nói là cái sầu riêng không chứ mít sầu riêng. Tại vì hồi đó là nhỏ lớn không có thấy là lúc mà nó cái sầu riêng có cái trái gì mà cái trái bự ngoài đem đi chợ đi trường bán mình biết. Ừ. Còn cái sầu riêng là không. Nãy giờ là em nói cây mít không đó. Lâu lộn nói cây mít ha. Ờ em nói cây mít em cãi quyết lại là cây mít á chứ không có chịu cây sầu riêng nha. Mít. Mít là cây này nè. Mà nó cũng tựa tựa cái lá nó cũng tựa tựa nó không có cao ấy mấy đó. Ủa sao sao? Mẹ em nói cái cây sầu riêng nó to, nó cao lắm mà ta. Mà sao cây sầu riêng này nó lùn thế? Đâu, cây nhỏ, nhỏ lắm, lớn quá. Không biết không? Mấy năm đó, 7, 5, 6, 5. Sầu riêng 2, sầu riêng 4, 5 năm. Thôi, hết cho năm. Hả? Đi đâu hoài á? Đi nấu nước uống. Dạ không? Nấu nước trà, ăn xong rồi uống nước trà. Dạ, uống trà uống ngon ha. Ờ, trà uống mới ngon. Rồi đây mấy giờ tới chú Năm mới ngủ? Mười giờ, 12 giờ, 1 giờ. Vậy là kết thúc lại là chú Thành không thương phải không? Không thương thì không sống à. Rồi. Rồi giờ vô Năm đi, ông thấy cô đơn quá. Vậy là từ đêm tới là không nắm ta đụng chân tại ta chứ nha. Đụng chân là không được nha. Có dư cổ một thằng ơi. Dạ hôm qua có chủ rồi đó nghe. Hôm qua là có khỏi hẳn ngang chịu rồi. Ừ. Đó. Bây giờ qua ta đi rồi. Ừ. Không chịu à, phải không? Mới nãy ôm hung cày cày với ngày nữa thôi không được thôi rồi. Thôi cho em tôi dễ thì bỏ thôi đi, nói một lần thôi mà. Nói một mới đã mới nãy là hồi đầu tiên nãy là chọn hai mà nói gì á. Chọn hết hai rồi mà. Rồi chọn hai. Thôi. Rồi sao chạy đi nó lại ha. Tiếc hay gì chú Thành? Bữa nãy là chị nói là chọn chú Thành và chú Năm luôn mà nói gì á. Tự chị chọn mà. Thịt cũng ăn đi mà. Trước là quen tôi đó rồi. Thì bây giờ chỉ thích hai người rồi anh chú có chọn thì không chọn thì thôi. Có một người được rồi. Anh đâu muốn quá. Ừ. Vậy là coi như là bây giờ là chú Thành mặc bỏ, bỏ chú Thành qua bên. Ừ, chú Thành mặc lộ quá. Rồi được, giờ như bà tôi có lỗi rồi. Vậy là để bữa nào em nghỉ thì em chạy vô đây. Ừ. Cho nước cho anh. Ừ. Ừ. Nghỉ 2-3 ngày thì vô đây ở đây. Ừ. Ừ. Thì từ nó mới là qua bờ hết. Ừ. Em cũng công việc em cũng đi làm đúng không? Đúng rồi. Rồi bữa nay chú Thành nhường vợ cho thằng bạn luôn. Ừ, nhường nó một cái đẹp. Cái đẹp quá chú nào cũng nhường. Ừ. Cho số chú hoài mấy cô kia hoài anh em quá lại.
Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng video rồi nha. Tiến chúc tất cả của chú anh em một buổi chiều vui vẻ nha. Chào anh cả chú Năm. Rồi xin chào bên cộng đồng mạng với anh em và mấy chị em và mấy anh em YouTube. Một lời chào trân trọng nhất. Xin chào. Rồi chào. Rồi xin chào cộng đồng mạng YouTube và kênh Hồ Tiến trong nước vui vẻ. Bữa nay ăn cháo và anh Năm sầu riêng thấy vui quá. Có cô Tiền đây nữa. Dùng chung là ở Cần Thơ lên đó rồi thấy cũng vui vẻ chào hết.